À, bố mẹ của bạn Đạt chia tay thì lúc đó bạn Đạt có buồn hay không? Nó buồn lắm, nhưng bà ngoại chỉ biết an ủi hai đứa cháu thôi chứ không biết nói gì hơn. Tại vì giữa hai người lớn không còn sống với nhau nữa. Gia đình thấy nó tội nghiệp lắm, bà ngoại lúc nào cũng ở gần nó. Rồi, được rồi, nói chuyện không nghe nè, nít nhất. Có lẽ là những cái phút mà Đạt thiếu thốn tình cảm thì cái người mà động viên, che chở và đóng vai trò cả người bố, người mẹ là ngoại đúng không ạ? Đúng rồi con. Hồi nãy em có chia sẻ là ba mẹ chia tay từ năm em cấp 3. Dạ. Yeah. Vậy thì cái ngày mà ba mẹ quyết định ly hôn, em và ngoại đã đối diện với nó như thế nào? Trước đó em đã biết ba mẹ em đã hết tình cảm rồi. Tại vì về nhà đâu có nói chuyện với nhau đâu. Em đang học ở trong lớp á, có người nhà vô báo Đạt ơi lên tòa án hỏi vụ gì. Lên trên tới đó mới biết là mình là cái người cuối cùng ký bút vô để cho ba mẹ mình ly dị. 15-20 phút ngồi suy nghĩ hoài. Không biết lúc đó em như thế nào mà em đã đặt bút vô em ký đó. Tới giờ em vẫn còn hối hận nhất là cái điều đó.